Xin chào mọi người nha. Hôm qua mình có đặt cái lợp tép ở dưới cái mương này nè mọi người, để mình kiếm tép mình làm mồi để mình đi câu cá rô nha. Mà không biết nó có dính hay là không nè. Để mình thăm thử, nếu có tép thì mình câu bằng mồi tép nha. Còn không có thì mình đi mua dế mình câu. Hôm qua mình lội dưới mình đặt mình có buộc cọng dây nè. Có còn gì không này? Wow, ngoài sự tưởng tượng luôn mọi người. Nè, con cái một mà nó chạy cả chén tép nha. Tép bự không à. Đó. Rồi, dư mồi câu rồi nha. Rồi, để mình đem về mình chút ra đưa vô bịch rồi mình chạy đi câu nha mọi người nha. Đây mình vừa tới điểm câu luôn rồi. Mình câu cặp theo con kênh này nha. Cái rô nó làm nghe tạt tạt vậy đó. Nè, tép mình dở cái lợp rồi sớm nè. Cạch chén tép nha. Còn đây là cái túi đựng cá. Đây miếng vải gỡ cá. Mình câu bữa nay mình câu cần chút nha. Mình đem theo có 3 cần, một cần câu gút với cần 2m1. Nhưng mà mình câu thì mình câu cây cần chút. Cần chút giật nó phơi hơn nha. À, cần này mét mấy à. Còn đây cái túi câu của mình nè. Rồi, mình xuống câu, mình câu dài dài theo cái kênh này nè nha. Khi nào có cá ăn mình sẽ mở máy quay cho mọi người xem nha. Mọi người lâu chìm phao. Rồi, một em cá rô đầu tiên nha. Quá sướng luôn mọi người. Nè. Đó. Đây cho mọi người xem. Con này tầm 3 ngón nha. 2,5 ngón à. 2,5 3 ngón à. Phải ghê luôn. Con đầu tiên luôn nha. Nè. Sớm giờ mình đi câu vòng vòng chưa có gì chứ. Đó. Rồi mình ngưng mình gỡ nó luôn mọi người. Tại mình vừa quay á, vừa gỡ chỉ có con tay gì nè. Gỡ không được nha, nên mình ngưng mình gỡ vô luôn. Mình câu nhấp kết hợp phao này nhìn nó chìm phao đã lắm. Ăn nữa nha. Wow. Con này cũng được nha. Không to cho lắm nhưng mà 2,5 ngón thì được. Nè. Cá trắng phao đã ghê luôn. Con tép còn nguyên nè nha. Không hao mồi nha. Đó. Rồi mình ngưng mình gỡ luôn mọi người. Cá mọi người. Lôi kìa. Đó. Một em cá rô nữa nha. Cá này gọn à. Cá này 2 ngón rồi nha. Đó. Rồi, mình ngưng mình gỡ luôn nha. Mọi người, lôi chìm phao kìa. Không có to hung nha. Con này không bự lắm. Này khoảng 1,5 ngón, 2 ngón à. Nhìn mập ú, đã ghê. Rồi, mình gỡ mình cho vô túi luôn nha. Mọi người, căng mọi người. Rồi, một em cá rô nữa nha. Đã thiệt, vừa nhấp nhấp cái để xuống là lôi chìm phao nha. Nè. Con này 2,5 3 ngón nha. Wow, hình như con này có trứng mọi người. Mình câu xong rồi tới chừng mình về á. Mình lựa lại con nào bé quá với con nào mà có trứng nè. Mình thả lại hết nha. Tại mình không có xài những con có trứng này đâu, để lại cho nó đẻ nó sinh sản tiếp nha. Còn lúc mình đi câu mình bắt mình phải bắt rồi, còn mình thả lại thì nó không ăn được nữa nha. Rồi, mình gỡ luôn mọi người. Cá ăn luôn mọi người. Rồi. Tưởng đâu xảy nè. Đó, cái bên tàu bơm nước nha. Thằng đó đó, có cái máy mà chạy hơi ồn tí xíu mọi người thông cảm nha. Đây, mọi người xem. Con này khoảng 2 ngón. Đó. Rồi mình gỡ nó luôn nha. Ôi, lôi nữa mọi người. Rồi. Một em cá rô, em này trắng bóc luôn nha. Đó. Đứng chỗ này hơi nắng tí xíu, nó hơi chá nha. Con này khoảng 2,5 ngón à. Nhìn con cá nó mới đẹp làm sao đâu mọi người. Đó. Đây nè. Nhìn mê luôn. Tại chỗ này cái máy nãy giờ nó hơi ồn tí xíu nha. Mọi người xem thông cảm giùm. Tại người ta đang bơm nước lúa. Ăn nữa mọi người. Lôi chìm phao kìa. Đó.
Chỗ này nãy giờ cá nó ăn quá trời ăn luôn. Còn gọn không à, con này khoảng 2 ngón à, con gửi 2 ngón gì gì. Rồi, mình gỡ luôn nha. Cá lồi mọi người, nó lồi nữa nè. Câu phao này phải cảm giác chìm phao mọi người, nhìn nó thấy đã lắm. Đó, một em cá rô nữa nha, 2 ngón. Cá đây gọn gọn không à. Để mình săn có con cá rô mề nào không nha. Rồi để mình gỡ luôn nha. Cá lồi, lồi mọi người. Rồi. Ha ha. Quá đã mọi người. Nè. Con này chắc khoảng 3 ngón nha. Đó. Ôi con này có chữa hay gì vậy. Rồi con này về lại quay mình cũng thả luôn nha. Cá 3 ngón. Rồi mình gỡ luôn nha. Ôi luôn mọi người, chìm phao rồi nè. Wow, có 2 ngón mà lôi lắm ghê ha. Con này tầm 2 ngón ha. 2 ngón cứng 2 ngón tí. Rồi mình gỡ luôn nha. Mọi người, lôi chìm phao rồi kìa. Con này ngon rưỡi 2 ngón à. Nè. Rồi, mình gỡ luôn nha. Ăn mọi người, ăn mọi người. Rồi. Wow. Này tầm khoảng 3 ngón nha. À. Cá mập ú luôn. Đó. Nhìn thấy con cá cô đồng nó đã sao đâu. Mình đi câu đặt đi là cá cô đồng không à nha. Mình đi hơi xa xa cái máy một tí rồi. Cái máy đầu đẳng nó ồn quá. Rồi, mình gỡ luôn nha. Ăn nữa mọi người. Đó, nó. Dịch, dịch nè. Wow. 3 ngón nha. Cá trắng bóc luôn. Đã ghê. Đó. Rồi, mình gỡ nó luôn nha. Nó nha, nó lôi cái phao chạy kìa. Rồi, em này cũng gọn nha. Cái kinh chắc này người ta bơm nước gần khô mọi người. Nè, nước chảy quá chảy luôn. Này nước rộng á, rồi máy người ta bơm cái nữa nó rút quá nhanh. Đó. Con này cũng 2 ngón nha. Rồi, mình gỡ luôn. Mồi còn luôn. Cá lồi phao kìa mọi người. Đó, đó. Lồi, lồi. Rồi, một em này tầm khoảng 2 ngón nữa nha. Đó. Rồi, mình gỡ luôn. Đó mọi người. Nó ăn nữa mọi người. Mình câu ngay chân cái cầu này nha. Nó chảy ra nước trong trong cái mương nhỏ nè. Nó chảy ra cái bắt đầu cá nó ở ngoài đó đó. Nó rút vô nha. Mình đứng chỗ một mình câu à. Rồi cá này hơi có tật hơi. Mình thả nha. Mình đem lúc đó mình thả hơi xa được. Chứ thả ngay chỗ câu mình hồi mình khó câu lại được lắm. Chìm phao mọi người. Ôi. Con phải lớn mà lôi cho dữ. Có 2 ngón rồi nha. Lôi một cái chìm tiêu phao luôn. Nè. Đây, có đỡ hơn không mọi người. Rồi, mình gỡ luôn nha. Nha. Cá ăn. Ôi, con này đỡ đỡ một tí nha. Kinh này làm như yếu cá lớn quá. Nè. Con này cũng tầm khoảng 2 ngón à. Rồi, mình gỡ luôn nha. Ăn nữa mọi người, coi lôi lôi cục phao kìa. Nó. Lôi chạy cời cời luôn. Ôi, con cỡ cá một rồi nha. Đó. Cái, cá nhỏ ăn trước, cá lớn ăn sau. Rồi, mình gỡ luôn nha. Mọi người, lôi cục phao. Lôi cục phao đi vòng vòng kìa. Wow, con gì? Ôi, cá rô phi. Làm cho dữ, tưởng cá rô đồng. Mình không biết mình có nên bắt hay không nữa nè. Bắt con cá này về tí xíu nó cũng chết à. Đó. Nhìn cá rô phi đẹp ghê luôn. Phòng mọi người. Lôi xuống sức chứ. Rồi rồi rồi. Cá đực nha. Ốm nhách dài thòn.
Cá bà lớn mà lội phao quá sao mạnh. Rồi mình gỡ luôn nha, ăn nữa luôn nha. Gốc gáo này lợi hại thiệt chứ, kìa kìa, lôi chìm, nó lôi chìm kìa. Wow, con này cũng khá khá nha. Gốc gáo quá lợi hại luôn mọi người, một ổ cá rô chống luôn. À, con này 2,5 con à. Rồi mình gỡ luôn nha, cá ăn nữa mọi người. Nè, nó lôi vô gốc gáo kìa. Rồi rồi rồi, con gì? Ôi, lại tiếp tục là cá phi nữa luôn mọi người. Con hồi nãy mình thả rồi nha, mình không bắt nha. Con này bự hơn con nãy luôn. Nè, con này mình cũng thả luôn, mình không bắt đâu nha. Tại mình bắt vô cá rô đồng thì nó mạnh. Còn con này tới chừng mình câu xong á, mình đi về á, mình cũng không có xài con này nữa. Thì mình đi về mình bắt, chắc đó mình thả thì nó muộn rồi, nó chết rồi. Mình cứ nghĩ là nó đâu có dính thêm con nào nữa đâu, về đó, nhắc nãy dính thêm nữa, lỡ thả mình thả luôn. Đó. Lôi mọi người, kìa, lôi, lôi kìa, rồi. Mình không muốn bắt mà nó dính hoài luôn nha mọi người nha, rồi con này nuốt lử luôn rồi. Nè, nuốt tốt vô trong luôn kìa. Dòng gốc gáo này nha, nãy giờ mình dính 3 con rồi đó. Nhảy quá trời vậy kìa. Chắc có lẽ mình ngưng để mình gỡ nó ra mọi người. Để thôi nó chết. Tại con này mình cũng thả ha. Con này kìa, nhỏ hơn 2 con rồi. Rồi mình ngưng để mình lấy cây mình sọt mình gỡ nó ra mới được, để nó dãy hồi nó chết nha. Mình vừa gỡ con cá rô phi thứ 3 ra luôn nha mọi người nha. Thôi con này mình không bắt, mình trả lại gốc gáo luôn. Gốc gáo này không là nãy giờ mình câu 3 con rồi nha. À, rồi giờ nước cũng muốn kiệt nước rồi mọi người, câu cá nó chậm ăn rồi. Đây mình cho mọi người xem thành quả, đây thành quả của mình câu ngày nay được bao nhiêu nè nha. Cá cũng gọn gọn không à. Đó, không có cá nào gọi là nó bự vượt trội, nhưng mà nó cũng vừa vừa nè. Tại mình không có để nước vô nên mình sợ nó ra nhớt nhiều quá cái nó bị ngợp nha. Để gì nhưng mà cá nó không có bị chết nè. Mồi tép vẫn còn luôn nha. Rồi, vậy thôi chắc có lẽ mình xin ngưng kết thúc clip này đây luôn mọi người. Mình còn về nữa. Nước gồng rồi, cá ăn yếu rồi. Thôi xin chào mọi người luôn nha.